tạm giữ 6 nhân viên bảo vệ đánh người tại khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Theo video clip do người dân quay lại, nhóm bảo vệ hàng chục nhân viên cầm gậy gộc lao xuống biển tấn công một số người đang kéo lưới, khiến hai người gãy tay nhập viện. Ngày 23 tháng 5, tin từ Công an thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang cho hay, sau khi nhận đơn tố cáo của nạn nhân, cơ quan này vừa mời làm việc và tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với 6 nhân viên khu nghỉ dưỡng ở khu vực Mũi Móng Tây thuộc xã Cửa Cạn. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày 18 tháng 5, có một nhóm du khách cùng một số người dân địa phương tới Mũi Móng Tây tắm biển và dân lưới bắt cá. Cho rằng nhóm du khách xâm phạm vùng biển riêng của khu nghỉ dưỡng, nhóm nhân viên bảo vệ tại đây lên tiếng ngăn cản rồi cự cãi với nhóm du khách kéo lưới. Nhiều bảo vệ cầm gậy gộc xông xuống biển đánh người dân lưới, rượt đuổi những người này chạy lên bờ. Lên tới bờ bất chấp sự can ngăn của một số du khách, nhóm bảo vệ khác lao vào đánh nhóm kéo lưới khiến hai người trong số này bị gãy tay. Được biết, khu vực Mũi Móng Tây trước đây là đất của một trạm kiểm soát biên phòng đóng quân. Kể từ khi được giao lại cho một doanh nghiệp làm du lịch, khu vực này thường xuyên xảy ra tranh chấp, nên chủ của một số khu nghỉ dưỡng đã thuê nhiều thanh niên xăm chỗ làm bảo vệ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Phú Quốc tiếp tục làm rõ. Tin được báo Tuổi Trẻ đăng tải vào chiều ngày 25 tháng 3, 2021.